Shop Hoa Đăng Rừng Đắk Nông xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay shop lại tiếp tục cách khoảng 5 ngày khi mà chúng ta xử lý. Thì shop quay lại cái quá trình mà bên shop xử lý bằng thứ nhất là chúng ta sẽ xử lý về cái việc là cây nó bị thiếu một số vi lượng, đúng không ạ? Thì như cái clip vừa hôm trước shop quay, đây là thực tế luôn nha mọi người. Thực tế cho mọi người xem luôn. Đây là cây năm cánh trắng hiện oanh. Đây là hai cây mà shop đang quay nè. Thì shop sẽ để gần nhau cho mọi người xem. Thì như cây này thì nó phát triển bình thường. Thì tất nhiên là khi mà cây phát triển bình thường thì nó sẽ đi ngọn mạnh hơn. Và cây nó đang bị một số cái vấn đề về thứ nhất là về bộ rễ và thứ hai về lá. Thì đa số là nó bị bộ rễ mọi người nha. Thì lá là nơi nó thể hiện chúng ta biết là cây nó đang bị thứ nhất là thiếu dưỡng chất và thứ hai là cây đang bị bệnh, đúng không ạ? Thì nó sẽ biểu hiện qua lá, nhưng mà thực chất ra bộ rễ nó có vấn đề. Thì hôm nay bên sinh shop Hoa Đăng Rừng Đắk Nông đã một tuần đã bắt đầu tiến hành xử lý. Thì như cây của shop đang nói hiện tại bây giờ đó là cây năm cánh trắng hiện oanh. Cây này nó không phải bị bệnh mà nó là thiếu vi lượng. Thì sau một thời gian dùng vi lượng và dùng loại phân Vinorot, nhưng mà mình thấy sau một tuần thì shop đã dùng phân Vinorot là cái dòng phân này mọi người nha. Đây mọi người đang thấy đây là dòng Vinorot, là dòng phân bón bổ sung vi lượng cấp thiết cho cây mọi người nha. Thì ở trên clip thì shop đã quay cho mọi người xem và đây là thực tế mọi người có thể là xem. Thì ở một giai đoạn trước, thời điểm trước thì cây này nó đang gọi là lá nó bị vàng và cây nó yếu hơn rất là nhiều khi mà chúng ta phun Vinorot. Thì mọi người đang thấy nè, thì chỉ sau 5 ngày thì lá ngọn đã bung rồi mọi người. Lá ngọn nó bung mạnh nè. Đây nè, nó bung như cái kiểu mà bên này. Mọi người thấy không ạ? Mai mốt nó phát triển sẽ như này, nó chậm hơn nha mọi người, do là nó thiếu phi lượng, chậm hơn kia này. Nhưng mà giờ bắt đầu kia đã bắt đầu nhảy đọt rồi nè. Và đang phóng đi và lá bắt đầu xanh lại mọi người thấy không ạ? Và cái vệt vàng ở đợt trước như những cái phần lá này nó đã hết dần đi rồi, nó đã xanh lại rất là nhiều. Nó xanh lại rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái phân bón vi lượng này, Vinorot này, mọi người thấy là cái dòng Vinorot này thì nó khá là tốt cho cây, vì nó sẽ bổ sung một số vi lượng cần thiết để cây phát triển mọi người nha. Để cây phát triển và nó bổ sung những cái chất dinh dưỡng dưỡng mà ở những loại phân bón vi sinh và những loại phân bón hóa học nó không cung cấp được cho cây, thì nó sẽ bổ sung khá là tốt. Và hôm nay thì shop đang đã tiến hành và thử nghiệm khá thành công. Sau một tuần thì mọi người cứ tầm hợp khoảng hơn một tuần là từ khi cái clip trước là shop đăng đó mọi người. Thì đến bây giờ từ khi cái clip trước shop đăng đến bây giờ thì đã cây đã khỏe rất là nhiều. Và mong rằng tất cả anh em thì chúng ta có thể là có những cái vườn lan đẹp với những cái trải nghiệm của shop về những loại phân thuốc ở đây và shop chia sẻ trên cái trang Hoa Đăng Rừng Đắk Nông này. Và mọi người nếu mà có thấy hay có thể là đăng ký kênh và ủng hộ cho shop Hoa Đăng Rừng để có những chia sẻ và những loại phân thuốc mà shop biết tiếp theo đến cho mọi người, để giúp cho chúng ta sẽ có một cái vườn lan đẹp hơn và những có những cái giống cây nó khỏe hơn. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Và đây là loại phân mà shop đang sử dụng để bổ sung vi lượng và chính cho cây mọi người nha. Đây là loại phân mà shop đang dùng và đang bổ sung vi lượng chính cho cây. Và nó còn một cái chức năng quan trọng nữa mà shop muốn đề cập luôn ở dòng Vinorot này, đó là chức năng giải độc cho cây. Thì trên thị trường bây giờ hiện tại đó, cái những cái loại dòng phân bón mà để có thể là vừa là phân bón vi lượng, cung cấp một số chất dinh dưỡng, vi sinh, và thứ hai là giải độc cho cây, thì cái dòng Vinorot này vẫn là đi hàng đầu mọi người nha. Vì nó là đạt chất lượng khá là tốt và nó giải độc cho cây khá là hiệu quả. Thì trường hợp mà cây nó bị giải độc là những cái trường hợp như thế nào? Thì những cái trường hợp mà để chúng ta có thể là giải độc cho cây là ví dụ chúng ta dùng liều kích cây, kích mầm gốc quá liều mọi người, thì chúng ta có thể là cây nó bị gọi là phản tác dụng của thuốc, không ra rễ hoặc là hoa mọc trên đầu cây. Đó là những trường hợp mà cây nó bị thuốc kích quá liều mọi người nha. Thì cây không ra rễ và hoa mọc trên đầu cây. Và thứ hai á, là một số cái cây nó phát triển không
khi mà đã cao quá mà nó vẫn chưa có bộ rễ thì chúng ta có thể là phun. Và thứ hai là những cái cây mà khi chúng ta kích ra đi ngọn khá dài mà vẫn chưa ra rễ thì chúng ta có thể dùng Vinorod bổ sung lại vi lượng cho cây để cho giúp cây nó sẽ phát triển tốt hơn mọi người ạ. Thì hôm nay cái clip này thì Shop Hoa Rừng Đà Nẵng Năm thì muốn chia sẻ mọi người tới cái dòng phân bón ở vi lượng Vinorod này, và chúc tất cả mọi người sẽ có vườn lan đẹp ạ. Và nếu mọi người ai cần có thể là chúng ta lên những cái trang để mua. Bên shop thì chỉ là chia sẻ chứ không bán những loại dòng phân bón mọi người nha, chỉ là chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi. Thì mọi người có thể là lên những cái trang như là Shopee, Lazada hoặc là Tiki, những cái dòng trang đó để chúng ta có thể là mua cái dòng phân này để đạt cái hiệu quả trong cái vấn đề chúng ta chăm sóc cây lan mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.